Hello anh em ơi, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báo anh em à. Đó, hôm nay chúng ta, anh em chúng ta nè, anh em nào mà đặt Việt Nam thì hôm nay về bờ thôi anh em. Đó, bây giờ anh em chúng ta sẽ vào bờ và vô mà đổi phần thưởng thôi. Hiện tại bây giờ là mình đang, hôm qua là mình mua 100 cái vé kim cương ha, 100 cái đội tuyển Việt Nam kim cương và 1.000 cái kim cương, ở lộn 1.000 cái vé ngọc bắt đội tuyển Việt Nam. Ok, bây giờ mình sẽ mua hết luôn. Hiện tại bây giờ mình có 666 ngọc, có lòng 666 kim cương và 18.000 ngọc. Đấy, mua xong mình sẽ lên được là 30 mấy ngàn ngọc luôn. Đấy, tên 32.272 ngọc. Đó. Hôm qua thì nạp anh em nào nạp 50k sẽ có thể là được tặng giờ 50 cái vé đội tuyển Malaysia anh em. Đây, mua luôn. 2 3 nãy là 666 ngọc ha. Đây. Đó, hôm qua anh em nào mà nạp kim cương là 50k là rất là lợi anh em. Được thêm rất là nhiều, được thêm 50 vé cái Malaysia và 50 vé Việt Nam đó. 50 vé Việt Nam và tương đương với khoảng cỡ 700 kim cương anh em. 700 kim cương, đó, quá là ngon lành củ hành. Bây giờ lên mình đổi đội tuyển Việt Nam đây. Hiện tại nãy là mình có 666 kim cương ha. Bây giờ mình để mình vô mình mua hết đội tuyển Việt Nam luôn. Ok, lên 2.941 kim cương anh em. 2.491 là 2.941 trừ cho 666. Ok, đó, trong một ngày mà mình lên được thêm 2.275 kim cương nữa anh em. Quá ngon lành củ hành luôn anh em à. Đó, hôm nào anh em, hôm qua anh em nào bắt Việt Nam là hôm nay à, ngon lành củ hành. Hôm qua có nhiều kim cương là mình quốc Việt Nam là bá cháy bộ chét anh em. Đó, bên này là bơi về bờ ngon lành củ hành luôn. Tiếc một cái là hôm qua là như là, ủa, hôm qua là đúng rồi, hôm qua mình không có nhiều kim cương lắm, có nhiều mà mình quất hết rồi. Hôm qua mình mua tới 1.000 kim cương rồi. Yeah.
đâu, nó sẽ không có nạp được, cho nên là thôi mình nạp 100k vô luôn cho nó ngon lành anh em. Rồi, hiện tại bây giờ shop không có gì để mua hết. Để mình xem để có cái gì ngon lành để mua không. Để mình xem thử đây. Rồi, hiện tại giờ cũng chưa có sự kiện nào hết anh em. Hiện tại bây giờ đang được 11.923 bia. Để mình để dành sau này mình sẽ chơi cái sự kiện thâu tóm tuần sau. Chắc thường thì cái sự kiện thâu tóm nó hay ra hàng tuần anh em. Mỗi tuần nó ra một lần vậy đó. Như đợt này nó ra khoảng ở giữa tuần thì đợt sau nó sẽ ra khoảng cuối tuần. Để mình xem thử còn cái gì để phá nữa không ta. Đâu, để ôi, cái nước này dùng để nguyên liệu dung hợp ngọc hiệu huyền viên. Ủa, huyền viên. Ủa, là gì vậy ta? Mình dùng, chắc dùng để nâng cấp mấy cái bậc tướng quá. Để mình xem thử còn cái gì để mà phá nữa không đây. Để mình xem thử xem sao. Đại còn 36 thùng bia 1700. À, hiện tại bây giờ cái vé chiêu mộ vàng của mình đã lên được 210 mấy vé rồi. Để ở clip tới mình sẽ làm dài xíu, mình sẽ quay hết 2000 cái vé chiêu mộ nhà hàng xem thử nó ra được những cái gì anh em. Đó, hiện tại bây giờ là không còn cái gì để làm hết. Hiện tại bây giờ mình đã lên được 22 tỷ lực chiến anh em. Và trong đấu trường cũng đã lên được cái hạng thứ 8 rồi. Hạng thứ 8, hạng thứ 6 là như là 25 tỷ. Ôi, Dũng DT giờ chắc lên 312 tỷ anh em. Rồi, quá dữ luôn. TD Dũng T nè. HIV xin xuống nè. Ôi, 49 triệu. Ồ lộn, 49 tỷ. 48 tỷ. Ờ, trời. Ông top 1 ổng hơn ông top. Thank you.